báo thời tiết chiều và đêm mùng 2 tháng 6. Phía Đông Bắc Bộ, khu vực đồng bằng có nắng nóng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 36 độ. Phía Tây Bắc Bộ, chiều tối và đêm có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 36 độ, có nơi trên 36 độ. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 37 độ. Các tỉnh từ Đà Nẵng đến Bình Thuận, phía Bắc có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ, có nơi trên 38 độ. Khu vực Tây Nguyên, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 21 đến 33 độ. Khu vực Nam Bộ, chiều tối và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ từ 24 đến 34 độ. Thủ đô Hà Nội, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, đêm không mưa, nhiệt độ từ 26 đến 36 độ.